Chào mừng các bạn đã đến với cửa hàng Nguyễn Hoa Nghệ Tay Chiêu Lê. Thì trong video ngày hôm nay, Chiêu chia sẻ đến cả nhà một cái thắc mắc mà đang được rất là nhiều người quan tâm. Đó chính là khi sợi savon nó bị phai màu rồi đó, bị ẩm rồi đó, thì có còn sử dụng được hay không, và cái cách xử lý trong trường hợp này thì như thế nào. Thì như các bạn đã biết, như Chiêu đã từng chia sẻ đến các bạn là lọ savon khi mà được công ty tại Iran đó, họ qua xử lý với một cái quy trình khép kín, họ kiểm tra chất lượng phân loại, rồi sau đó là sẽ đi sấy lạnh và đóng từng hộp theo các cái quy cách khác nhau rồi đó, thì hạn sử dụng của sợi savon này nó lên đến 2 năm lận nha. Nhưng mà khi xuất khẩu sang các cái nước khác thì với cái điều kiện môi trường, ví dụ như tại Việt Nam của mình đi, thì điều kiện môi trường tại Việt Nam, điều kiện khí hậu tại Việt Nam sẽ không có thích hợp để bảo quản cái sợi savon này nó lâu được. Lọ savon này á, khi mà mình khui ra mình dùng thì tốt nhất là các bạn nên dùng trong 2 tháng thôi, 2 đến 3 tháng thôi. Còn trường hợp mà các bạn bảo quản tốt thì có thể là dùng được lâu hơn, ví dụ như là 4 5 tháng chẳng hạn. Nhưng mà Chiêu vẫn khuyên các bạn là nên dùng trong 2 3 tháng thôi. Nếu mà dùng lâu quá thì hàm lượng dưỡng chất ở trong này nó chắc chắn là nó sẽ bị giảm nha. Còn cái trường hợp mà các bạn bảo quản mà không đúng cách đó, thì có thể cái hạn sử dụng nó càng ngắn hơn nữa. Thay vì các bạn dùng 2 3 tháng thì cũng có thể là dùng 1 2 tháng thôi là nó đã thấy tình trạng là bay màu rồi, hoặc là ẩm cái sợi savon lên đi rồi đó. Thì nếu mà xảy ra cái trường hợp là sợi savon bị bay màu, bị ẩm rồi đó, thì mình sẽ xử lý như thế nào và có dùng được hay không, thì Chiêu nói ở đây như thế này nè, chia sẻ với các bạn như thế này nè. Thì cái này là đánh giá theo cảm quan của mình thôi nha. Nếu như nó bay màu, nó bị ẩm yểu rồi, nhưng mà nó có nghĩa là nó chưa có đến nỗi nó bị hư hỏng đó, chưa có bị mốc, chưa có bị hư đó, thì vẫn còn xài được, thì vẫn còn xài được nha. Đấy, thì các bạn có thể là đem cái đó, các bạn có thể xử lý theo các cái cách sau. Một là các bạn đem xay nhuyễn ra ngâm với mật ong luôn, để mà thứ nhất mình bảo quản được lâu hơn và mình dùng nó sẽ nhanh hơn, nhiều hơn và ngon hơn. Cái thứ hai là các bạn có thể đem cái sợi savon đó, mình có thể là đắp mặt nạ hàng ngày, hoặc là các bạn có thể lấy cái sợi savon đó nấu ăn hàng ngày. Mình nấu ăn mình có thể cho vào các cái món ăn, mình có thể mix vào làm thức uống, như là hoặc là món ăn như là rau câu chiên yến, hoặc là mix với cam với sữa gì đó, các bạn đều có thể mix được ha. Rồi tiếp theo là các bạn có thể là pha với nước lọc để mà mình đóng thành những cái viên đá, mình xe khít lỗ chân lông, mình rửa mặt mình xe khít lỗ chân lông nha, hoặc là có thể là lấy những viên đá đó mình làm nước uống luôn vẫn được nha. Đó, mình làm viên đá ra để mình pha vào các cái nước uống khác vẫn được. Đấy là các cái trường hợp để cho bạn xử lý cái lọ savon của mình nó bị ẩm, bị bay màu, nhưng mà nó vẫn còn, nó có nghĩa là nó chưa có bị hư nha, chưa bị mốc, chưa bị hư, thì các bạn vẫn còn sử dụng được. Như vậy trường hợp mà cái lọ savon của bạn sử dụng rất lâu rồi đó, tầm 7-8 tháng hoặc là 1 năm trở lên, mà nó kiểu như cái sợi nó quá trời xấu đi, nó bay màu, bạc màu dữ luôn rồi đó, hoặc là nó lên mốc luôn rồi đó, thì các bạn nên bỏ đi, mình không nên xài nữa nha. Đấy, thì trên đây là những cái chia sẻ của Chiêu để giúp bạn có thêm cái thông tin để tham khảo xử lý trong những cái trường hợp là cái lọ savon của mình có dùng được tiếp hay là không nha. Thì chúc các bạn sử dụng savon đạt hiệu quả, và nếu các bạn có thắc mắc gì thêm thì hãy comment xuống dưới video này, Chiêu chia sẻ thêm nha. Cảm ơn các bạn.